mẫu hề vẫn còn tồn tại. Phái nữ chính là phái mạnh, nắm giữ mọi quyền lực, còn phái nam đơn giản chỉ là những kẻ hầu. Người hạ là thân trâu ngựa, ô xin cao cấp. Ngày lại ngày, các lần ngang nhi cơ bắp khỏe mạnh, lại phải lồn cúi, rót nước, rửa chân cho các mẹ, các chị, hoặc trở thành trò tiêu khiển mồ côi không thể thường kiếp. Mới luyện xong. Thế đi trông giữ phòng giữ kinh thế nào rồi?
mình giữ nó như chăm sóc sắc đẹp của mình vậy. Ôi ôi, mày làm cái gì đấy? Em chưa cắm cơm ạ. Cút. Nấu cơm ạ. Cơm ngon phải có thịt gà. Đàn ông không có, đàn bà vẫn vui. Ôi, ta đi xem giải USA đây. Ân này, cái mũ kia. Cái gì? Bên này, quên. Luyện nhiều lú. Nghe lỏm được câu chuyện của quân sư và nữ vương về bí kíp kinh gì đó, tên đờ đờ vội vàng chạy về bàn bạc với đồng bọn và quyết định lập team F4 đi trộm kinh cho bằng được. Bóng người đàn bà say sưa nhổ lông nách bói tỉnh dưới ánh trăng. Yêu. Không yêu. Ai yêu hai. Ôi, nhìn mà xem. Ai đang nhổ lông nách dưới ánh trăng huyền ảo thế kia. Ôi này, có tên đần độn nào để còn chiên mồm vào đây cơ chứ? Đần độn chính là ta. Đần độn chàng à. Gió nào đã đưa chàng đến đây thế? Ta đã cười những cơn gió để vượt qua mưa ngàn con trò. Vậy mình sẽ làm gì hôm nay? Ta có cung, nàng có cầu không? Bất sợ cái này nó khó. Hôm nay trời đẹp nhỉ? Đẹp quá. Ấy ơi. Ấy. Hôm nay trăng cao quá. Ta muốn hôn vào má. Đẹp quá. Ấy ơi. Dạ. Hôm nay trăng cao. Nàng ơi, bên kia có bụi chuối kìa, bên ngoài bên nắm trăng đi. Ô, bụi chuối á? À. Trăng á? Ờ. Được, đi ngay khẩn trương. Ê khoan. Ông sao vậy? Mặc tiên la xem là vậy. Nhanh, muốn lắm rồi. Đi, xong rồi, đi nhanh khẩn trương, không bị mặc. Hôm nay trời không mưa nhưng ta vẫn mặc áo mưa. Cơ đàn đội rủ rỗ được quân sư, các tên còn lại lẻn vào phòng thực hiện mưu kế của mình. Nhổ đi ơi, Na Xe. Nhổ không à? Sao vậy à? Nhổ đi, Na Xe vào đi, nhổ đi. Hả? Na Xe sao? Ừ. Đừng toi, sư phụ. Làm sao đây? Thật nó đi. Tìm kinh đi. Để em.
nó lên xem nào. Sao thế? Lại cả cho cái công tắc ấy. Mà để em tìm công tắc nhá. Mày ơi, tao vào công tắc nhá. Ôi, để tao. Thì tao vào trò. Cái gì vậy? Tao vào trò. Vâng, cái nào trước nhỉ? Tích. Ôi. Ta thần dữ kinh. Thiên hạ đồn ta là thần kinh. Bây giờ bắt để đúng ừ. Bắt để cái thằng kia ông đi ạ à? Cái thằng kia ông đi à, em để em tí. Sau khi trộm phải kinh giả và xuất hiện với bộ dạng phụ nữ, chúng ôm hận kéo nhau sang vương quốc nữ giới đòi thuốc giải.
Dừng lại. Cái gì đây? Chà, từ từ đợi chút, lại tái phát. Làm sao đấy? Ủa, làm sao mà? Dồi ôi, chả hiểu kinh gì. Tâm một tháng, thằng thì thòi ra. Thằng cũng thòi ra nốt này. Thằng kia thì, dồi ôi, xem nó ra cái giống gì không? Nếu cả thế giới quay mặt với anh Thọ thì em sẽ quay mặt với cả thế giới. Ôi. Đúng chưa nào? Chả kinh ơi. Ơ bạn, xử lý nó đi. Tấn công. Bao vũ.